Sàng Konnichiwa ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong video hôm nay. Chúng ta sẽ học về thể ta và những việc chúng ta đã được làm ta kotoga arimasu. Rồi, tari hay là những cái sự biến đổi thay đổi arimasu. Chúng ta tiếp tục bài học hôm nay nhé. Thứ nhất là chúng ta ôn về động từ. Vẫn là ba nhóm của động từ. Suru, kuru và nhóm 2 là y, e, cộng rư, nhóm 1 là động từ cộng ư. Thể ta các động từ. Thể ta các động từ sẽ được chia giống như thể t và chúng ta chỉ cần thêm t thành ta. Ở nhóm 3 thì ta có là suru thành sita, kuru thành kita. Nhóm 2 bỏ rư thêm ta là tabe rư thành tabe ta, ne rư thành ne ta. Nhóm 1 thì cũng tương tự, chúng ta chỉ thay t bằng ta là ư chư rư thành ít ta. Cả ư, cả ta, ta chư, ta ta, tổ rư, tổ ta, cư thành y ta, cả cư thành cai ta, gư thành y đa, ổ vô gư thành ổ vô đa, sư thành si ta, kẻ sư thành kẻ si ta, nư mư bư thành in đa, nô mư thành non đa, si nư thành sin đa, a sô bư thành a son đa, và đặc biệt là y cư thành ít ta. Và mẫu cấu trúc đầu tiên chúng ta học là động từ thể ta kotoga arimasu, là đã làm cái gì đó, có làm cái gì đó. Được dùng để biểu thị ai đó đã từng làm một việc nào đó trong quá khứ. Ví dụ như là uma ni notta kotoga arimasu. Tôi có leo lên ngựa rồi. Là tôi có cưỡi ngựa rồi. Mẫu này khác với mẫu câu thời quá khứ diễn đạt về một việc gì đó đã làm tại một điểm trong quá khứ. Ví dụ như Kyonen Hokkaido de uma ni norimashita, là cái việc này là nói về hành động đã cởi lên lưng ngựa ở Hokkaido vào năm rồi, chứ không phải giống như thể ta của kotoga arimasu là có làm việc gì đó, tức là đã có leo lên lưng ngựa. Đây là một ta của kotoga arimasu là thể hiện một trải nghiệm trong cuộc sống ở quá khứ, còn master là chỉ thể hiện mình đã làm việc gì đó trong một thời điểm nào đó. Và chúng ta có một vài đặc điểm trong chú ý trong cái thể ta kotoga arimasu này là ta kotoga arimasu không dùng trong quá khứ gần. Ví dụ như ngày hôm qua là mới xảy ra, cho nên đó không phải thể gọi là một trải nghiệm được. Ví dụ như kino sushi o tabe masta, chứ không dùng là kino sushi o tabe ta kotoga arimasu. Không dùng trong một câu trần thực đơn thuần, ví dụ như tao viết thư tình. Không dùng trong một câu trần thực đơn thuần, ví dụ như là bạn có nhận được thư tình hay không. Thì cái việc này nếu mà xảy ra vào 10 năm trước thì chúng ta có thể dùng để một trải nghiệm được. Còn nếu như mới nhận hôm qua thì cũng là không được. Và chúng ta không dùng arimasta nhé. Bởi vì ta kotoga arimasu bản thân nó đã là quá khứ rồi, cho nên chúng ta sẽ không dùng arimasta. Để hiểu hơn cái phần cấu trúc pháp này, các bạn hãy luyện tập thêm phần Renshu E2, B1. Tiếp tục, chúng ta sẽ có cấu trúc ngữ pháp là động từ thể ta, tari, tari. Ở những video trước, chúng ta đã học ya na đồ là dùng để liệt kê một số vật hay người trong một nhóm gồm nhiều vật và người. Tương tự, khi muốn nêu ra một động tác trong một nhóm nhiều động tác, thì chúng ta sẽ dùng mẫu tari, tari này. Và thời của động từ sẽ được biểu thị ở cuối câu. Ta lấy ví dụ như Nichi yobi wa tenisu o shitari eiga o mitari shimasu. Vào ngày chủ nhật thì tôi đã làm là chơi tennis rồi xem phim. Hoặc là Nichi yobi wa tenisu o shitari eiga o mitari shimasu. Câu này chỉ khác nhau là thể shimasu ở phía sau là dùng hiện tại hoặc là quá khứ. Và mẫu này khác với mẫu câu ở động từ thể T ở bài trước mà chúng ta được học. Cho các bạn chú ý đừng nhầm lẫn nhé. T là được dùng để liệt kê những động từ, những động tác được thực hiện theo một chuỗi thời gian. Còn tari này là chúng ta chỉ liệt kê những cái động từ, những cái hành động tiêu biểu mà thôi trong một nhóm những hành động chúng ta thực hiện. Ví dụ như Nichi yobi wa tenisu o shitari eiga o mitari. Đây là một cái hành động, hai hành động này được thực hiện liên tiếp với nhau.
Sau khi chơi tennis thì tôi xem phim. Các bạn chú ý trong mẫu câu này, các bạn nhớ chú ý một số vài điểm sau là số lượng hành động là phải từ 2 đến 3 hành động và simat thay đổi theo thời của câu. Ví dụ như câu đó thực hiện trong quá khứ thì chúng ta sẽ chia thể quá khứ. Còn nếu mà câu nào mình muốn làm trong thể tương lai á, thì chúng ta sẽ thực hiện câu trong thể tương lai. Và câu này khác với V1T theo trình tự thời gian. Các bạn hãy luyện tập thêm phần trên siêu A3, B3, B4, C2 để hiểu rõ hơn về cấu trúc tờ đi CMAT này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ học thêm về NARIMAS là thể hiện sự thay đổi. NARIMAS mang nghĩa là trở thành, trở nên, để biểu thị sự thay đổi về trạng thái. Ví dụ như SAMUI thành SAMUKU NARIMAS. Và công thức chúng ta là tính từ đuôi y thì chúng ta sẽ bỏ y thêm cư, tính từ đuôi na sẽ bỏ na thêm ní và danh từ thêm ní cộng narimas. Samui thành samuku narimas là trở nên lạnh. Genki thành genki ni narimas là trở nên khỏe. Nijugosai thành nijugosai ni narimas. Các bạn hãy thêm những tính từ, động từ, danh từ ở phần từ vựng đã học để có thể luyện tập thêm cho phần cấu trúc ngữ pháp này. Tiếp theo là so desu ne. So desu ne dùng để biểu thị sự đồng ý hoặc thông cảm với điều mà đối tác hội thoại nói. Ở bài trước chúng ta có nói khác mang nghĩa tương tự là so desu ka, hai giọng của cuối câu. Thì so desu ka là cách nói biểu thị sự cảm thán hay tiếp nhận của người nói đối với thông tin mới được tiếp nhận. Còn so desu ne là biểu thị rằng người nghe đồng ý hoặc thông cảm khi đối tác đối thoại ra một điều gì mà mình nghe cũng biết hoặc cũng nghĩ như vậy. Ví dụ như samuku narimasu ta ne, trời trở nên lạnh rồi ha, thì bản thân mình cũng cảm nhận được là thời tiết lúc này sao lạnh thế nhỉ, thì chúng ta sẽ trả lời là so desu ne, ừ nhỉ. Ở bài hôm nay chúng ta được học thêm một động từ mới, động từ ở thể ta và những cấu trúc ngữ pháp như là đã từng làm việc gì đó, ta koto ga arimasu, hay là liệt kê những hành động tiêu biểu chúng ta đã thực hiện như tori simat và sự thay đổi tính chất sự việc là cư narimas hoặc ní narimas. Các bạn hãy luyện tập thêm ở phần ranh siêu BC và làm phần bài tập ở phía sau để có thể hiểu rõ hơn về những cấu trúc ngữ pháp chúng ta được học. Tiếp tục đó là bạn vào phần tài liệu, hãy nghe tất cả những gì chúng ta được học từ phần từ vựng cho tới ranh siêu ABC và các bạn nhớ nghe thêm phần tasuku để có thể nắm vững kiến thức một lần nữa nhé và có thể luyện tập phần nghe của mình được tốt hơn. Còn một câu nói cũ, muốn nhanh thì phải chậm. Các bạn hãy luyện tập thật nhuần nhuyễn những gì đã được học để có thể sử dụng một cách linh hoạt và nhanh chóng. Cảm ơn các bạn chú ý lắng nghe. Chúc các bạn học tốt.